Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay Liên Nhàn sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thay thế công tắc của cái bình đun siêu tốc nha. Đây là mình có một cái bình đun siêu tốc nè. Hiện tại thì công tắc của mình đã bị hư, nó bị liệt, không có còn nhảy gì hết nha các bạn. Hôm nay sản dịch đây mình sửa chữa thay thế, cho nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách thay thế công tắc của cái bình đun siêu tốc, như là hay gọi là ấm điện nha. Tại nhà rất là đơn giản. Giờ mình sẽ quay cận cảnh cái ấm điện nha, cho các bạn xem nó sẽ hư như thế nào nha. Rồi, đây là bình đun siêu tốc của mình nghe nha. Đây, cái bình của mình bị hư cái công tắc, giờ nó cứng nhắc, để mình ghim điện vô cho các bạn xem nè. Đó, ghim vô là điện nó cháy trực tiếp nha, không tắt không bật gì được, nước sôi cũng không có tự tắt luôn nghe nè. Nếu mà mình tận dụng xài thì rất là nguy hiểm, có thể gây cháy nổ nha, cho nên hôm nay mà mình bỏ thì sẽ phí, cho nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho cả nhà cách thay công tắc này đơn giản nha, rất là rẻ tiền nha các bạn, cứng nhắc luôn, không có tắt không mở gì được luôn nha. Để mình cúp điện nha, điện hồi nó nóng quá. Rồi giờ mình sẽ đem cái này đi thay, hướng dẫn các bạn thay rất là đơn giản nha. Giờ mình bỏ đi thì rất là phí. Rồi giờ mình sẽ mở cái con ốc vít ở phía dưới gần chỗ cái đít ấm siêu tốc nha mọi người. Thường thì cái bình nào thì cũng có một con ốc vít ở phía dưới này hết á. Các bạn cứ dặn theo mình ra, cứ mở con ốc vít ra là chúng ta sẽ mở được cái công tắc ra. Rất là đơn giản nha các bạn. Chỉ một con ốc vít thôi. Đó. Mở ốc vít rồi thì chúng ta sẽ lấy một cái cây vít nại từ dưới lên. Nên nại nhẹ là nó sẽ ra nha các bạn. Không cần cái nại mạnh đâu. Lấy một cái tua vít nại nhẹ. Đó, chỉ cần nại nhẹ là nó sẽ bung ra. Rất là đơn giản nha các bạn. Đó. Sau đó thì lấy luôn cái nắp. Tại vì cái nắp nó dính vào cái nắp chụp đó lại luôn, cho nên là các bạn dở lên là cái nắp nó đi theo. Đó, đây là cái công tắc này nha các bạn. Đó, giờ mình sẽ tháo công tắc ra, mình thay thế thôi, rất là đơn giản, không có gì khó. Nếu chúng ta tận dụng thì xài rất là nguy hiểm nha. Thì trong cái công tắc này nó có một con ốc vít nè, chúng ta dặn cái con ốc vít nè, bắt công tắc là ra nữa là chúng ta sẽ dễ dàng thay thế thôi. Ốc vít này nó nhỏ, chúng ta dặn ra rất là dễ nha các bạn, rất là dễ dặn, cứ dặn nhẹ là nó sẽ ra. Đó, sau khi dặn ốc vít ra rồi thì chúng ta dở cái công tắc lên, nó đang cứng ngắc luôn, bấm không được luôn đó. Nên, rồi con tắc thì nó chỉ đấu được hai cái sợi dây điện lên thôi. Nó mấy cái đầu khó hiện tại nó đang rít nè, nó gị không ra luôn. Nhưng mà thường thì nó cứng, nó bót thế này thì điện nó sẽ dẫn tốt nha các bạn. Các bạn đừng nghĩ là nó cứng là nó không có tốt nha. Mấy đầu khó thì nó phải cứng. Nếu mà chúng ta gậy không được thì chúng ta lấy cái tua vít này, chúng ta nại nó ra này, nó sẽ ra. Nó cũng không cứng gì mấy đâu, chúng ta nại cái là nó ra. Chúng ta lấy dây vít dẹp á, chúng ta nại nhẹ là nó sẽ ra thôi. Chỉ có hai cái đầu cót bắt vào công tắc thôi. Đó, sau khi nại hai cái dây điện vào công tắc á, thì chúng ta sẽ lấy được cái công tắc ra ngoài. Rất là đơn giản. Đó, hiện tại thì công tắc này nó đang cứng ngắc, nó sẽ bị hư. Mình bấm không được mà nó cũng không nhảy luôn. Nước nó sôi, khi nhiệt độ nó đủ rồi là công tắc nó sẽ không nhảy luôn.
giờ mình sẽ thay thế một cái công tắc mới luôn, rất là rẻ nha, không cần phải sửa chữa gì nha các bạn. Đây mình mới vừa mua là trên Shopee nè, một cái chỉ có 5k thôi, 5.000 thôi đó. Mình mua một bịch luôn để dành mai mốt mà lâu ngày nó có hư hoặc là có ai hư thì mình sẽ sử dụng cho người thân hay gì đó. Rất là đơn giản nha, chỉ 5k thôi đó. Đó công tắc thì thường cái loại phổ thông này thì cái nào nó cũng giống nhau nha. Như ví dụ mình xài cái bình kim cương hay là bình gì thì nó cũng giống nhau hết á, mình mua về mình thay được hết nha các bạn. Đó, mình gắn vô xong rồi mình sẽ có hai cái đầu cót đưa ra, mình sẽ gắn điện vào. Đó, rất là đơn giản, chỉ 5k thôi là mình đã thay được cái công tắc, không cần phải đem đi bỏ mà mua cái mới thì rất là phí. Đó các bạn nha, công tắc rất là bật tắt rồi, ok đó. Chỉ vậy thôi là chúng ta sẽ bắt ốc vít vào là xong rồi nha các bạn. Đây là được 90% rồi đó, giờ mình chỉ việc gắp vào thôi, mình vặn tua vít vào là xong. Thường thì những nhà người ta họ không biết thì họ cứ tưởng là hư thì họ sẽ đem bỏ, nhưng mà cái này thật sự rất là đơn giản, rất rẻ tiền. Nếu mà mình không thay thì mình xài rất là nguy hiểm, nó có thể gây cháy nổ luôn á. Còn đây là cái nắp cái công tắc này, gắn vô cũng rất là đơn giản. Mình đưa cái nhàm ở trên xuống trước, xong rồi mình bóp cái nhàm ở phía dưới, cái nó dính lại, vậy là xong thôi. Giờ bật thử cho mọi người xem nè. Đó, rất là đơn giản đúng không các bạn. Rồi giờ mình sẽ lắp cái nắp và cái nắp chụp công tắc lại thôi. Nó có cái nhàm từ trên xuống dưới, chúng ta ngắp gáp mà cho đúng xuống dưới, xong rồi chúng ta bắt một con ốc vít ở dưới phía dưới lại cái nữa là xong thôi. Rất là đơn giản luôn, ai cũng có thể làm được luôn, phụ nữ hay là gì đó, người già gì cũng có thể làm được nha các bạn. Chỉ 5k thôi là mình có được một cái bình đun rồi, không cần phải ra mua mà cho phí tiền nha các bạn. Giờ mình lắp thêm một con ốc vít này nữa là xong rồi, mình sẽ đem đi thử cho các bạn xem coi như thế nào nha. Rồi như thế là xong rồi nha các bạn. Đó, giờ là công tắc mình ok rồi đó. Khi mà nước đun sôi thì đủ nhiệt độ thì công tắc nó sẽ tự ngắt tự nhảy an toàn cho mình luôn nha, rất là nhạy luôn, chỉ có 5k thôi mà nó nhớ nhạy. Đó, các bạn nghe nó rất là nhạy nha. Giờ mình sẽ đem đổ nước vào, mình sẽ thử cho mọi người xem nha. Rồi như thế là xong nha các bạn, rất là đơn giản nha. Giờ là nó sẽ bật nhảy ok nha, mình cũng mới đổ nước vô, giờ mình sẽ thử cho các bạn xem nha, xem nó như thế nào. Giờ mình sẽ ghim điện vào. Đó, giờ mình ghim điện vào là nó không có điện nha mọi người. Lúc nãy là công tắc mình bị hư, do bị hư nên ghim điện vào thì điện nó có trực tiếp luôn nha các bạn. Bây giờ mình ghim điện vào là nó không có, thì giờ nó mình sẽ bật tắt bình thường nè các bạn.
Đó, giờ mà mình có thể là bật thì nó mới có điện, còn mà mình tắt là nó không có điện nha. Đó, các bạn xem rất là ok, rất là rẻ tiền luôn. Giờ mình sẽ nấu cho mọi người xem nha. Chờ nó sôi lên, nó có công tắc, nó có tự nhảy không nha. Thì các bạn cùng mình trải nghiệm nha. Do mình đổ nước nấu cho nên hơi lâu một tí, cho nên các bạn thông cảm nha. Đó, chờ tí xíu rồi nếu mà công tắc của mình nước sôi lên mà nó sẽ tự nhảy là ok nha các bạn. Nếu mà không tắt của mình nó bị hư mà mình cứ để về mình xài, lỡ mình nấu nước này kia mình quên đi thì nó cạn nước thì nó sẽ gây lên cháy nổ, cho nên rất là nguy hiểm nha. Còn một số người không biết thì người ta sẽ đem đi bỏ mua cái mới thì nó rất là phí. Bây giờ mình xem nước đang sôi nha các bạn, thử xem công tắc của mình có nhảy hay ok không nha. Đó, giờ công tắc của mình cũng sắp nhảy rồi đó. Đó, ok nha các bạn, tự nhảy và điện nó sẽ ngắt rồi đó. Đó, đó giờ là nhiệt độ nó đang đủ rồi, nó nóng rồi, là mà dù cho mình có bật công tắc đi nữa nó cũng không có được nha, nó cũng tự nhảy nhảy về thôi, rất là ok nha các bạn. Rất là đơn giản phải không các bạn, chỉ thay công tắc là 5 phút là xong thôi, mà mình chỉ mua có 5.000 trên Shopee thôi nha. Các bạn để xài thì nó nguy hiểm, mà bỏ đi thì nó sẽ phí, cho nên rất là đơn giản, dễ làm tại nhà. Thì video mình đến đây là hết, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin cảm ơn, nếu video của mình hay thì cho xin một like, một lượt chia sẻ để ủng hộ kênh của mình phát triển hơn nha. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.